Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 2, một cột điện trung thế trước số nhà 569 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh bỗng nhiên tóe lửa phát nổ. Sự cố khiến nhiều mảnh thiết bị phục vụ cho việc lắp đặt đường dây bị vỡ, văng xuống đường và vỉa hè. Tiếng nổ bất ngờ khiến người dân đang lưu thông phía dưới hốt hoảng. Tại hiện trường, một đường dây dẫn điện qua bệnh viện quận 10 bị đứt, nhiều mảnh thiết bị bị rơi vãi xung quanh cột điện. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhân viên điện lực thành phố cũng đã có mặt phong tỏa hiện trường khắc phục sự cố. Hiện trường khiến giao thông khu vực bị ùn ứ nhẹ vào buổi trưa. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng vẫn còn đang khắc phục sự việc.